À, xin chào các bạn nha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khi cái ipad của các bạn bị đơ cảm ứng và không tắt nguồn được và cái đó ta người ta gọi là bị bị xung đột ứng dụng hoặc là bị xung đột máy ấy, anh chị cho nên là nhiều khi chúng ta sẽ không bị tắt nguồn được và cảm ứng này này chúng ta cũng lướt không được nha à, nếu như chúng ta bị tình trạng như tài nói thì chúng ta sẽ làm thao tác như sau chúng ta sẽ nhấn nút cộng một cái nút trừ một cái sau đó chúng ta sẽ nhấn nút nguồn và giữ im à, mình bấm hơi chậm mình sẽ làm lại cho anh chị cùng xem nha đây mình sẽ bấm nút cộng một cái nút trừ một cái và chúng ta sẽ nhấn nút nút nguồn giữ im cho tới khi nào nó hiện lên quả táo thì thôi nha chúng ta nhấn nút nguồn giữ im một lúc. Rồi chúng ta vẫn giữ, khi nào nó lên quả táo thì chúng ta thả ra. À như vậy là chúng ta đã reset được cái máy iPad khi bị xung đột ứng dụng hoặc là bị đơ cảm ứng nha anh chị nha. Chúng ta dùng một thời gian thì lâu lâu nó sẽ bị lỗi thì nó sẽ bị uh, bị lỗi phần mềm anh chị, rồi chúng ta sẽ không bấm được gì. Rồi phần này mình xin nét qua. Đó thì vừa rồi mình mình đang dùng một lúc cái tự nhiên mình mình gấp lại anh chị mình không tắt nguồn được luôn không tắt nguồn được cũng không bấm được gì luôn lúc mà nó khóa màn hình nó tắt như vậy này đó là mình chọt vô nó cũng không sáng màn hình luôn mình vuốt lên như vậy này nó cũng không mở file id luôn và mình bấm cảm ứng cho nên là cũng không được luôn chỉ trừ cái con cái 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 con chỏ chuột này là chúng ta bấm được thôi còn ngoài ra trên cái bàn màn hình này này mặc dù chúng ta cũng không vuốt lên được mà chúng ta cũng không vuốt qua được luôn nha thì nếu như anh chị bị đúng cái tình trạng như mình nói thì anh chị sẽ thao tác như thế này khi anh chị uh, mở màn hình lên và mà nó không sáng hoặc là vuốt lên cũng không được hoặc là bấm bấm mật khẩu để mở khóa màn hình cũng không được luôn nói chung là cảm ứng nó nó sẽ không bấm được nha thì chúng ta sẽ thao tác như sau bấm nút cộng một cái nút trừ một cái sau đó nhấn nút nguồn giữ im đó giữ cho tới khi nào nó hiện ra quả táo thì thôi nhanh chị đây nó hiện ra quả táo và chúng ta vẫn giữ im cho tới khi nó quả táo nó hiện ra thì chúng ta sẽ nhả nút nguồn ra đó như vậy là ipad của chúng ta có thể sử dụng lại được bình thường trước khi chúng ta đem đi uh, sửa chữa nha anh chị nha thì những lỗi này thường gặp trên ipad lắm cho nên là đây là những mẹo nhỏ để anh chị uh, chị những cái bệnh trên cái ipad này đó sau đó chúng ta sẽ vuốt lên và chúng ta sẽ bấm mật khẩu là màn hình nó sẽ đi được đó là chúng ta sẽ dùng lại bình thường rồi à, chúc anh chị à, à, thao tác thành công nha khi anh chị gặp trường hợp giống như mình